Tô Đại trừng phạt Quảng Ngãi, số phận Bình Tòa sẽ ra sao? Truyền thông nhà nước đưa tin trong vụ bê bối của tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn này đã hối lộ các quan chức ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Nhiều chỉ dấu đã cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã soi rất kỹ và bắt giữ nhiều lãnh đạo tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Báo Lao Động vào ngày 28 tháng 3 cũng đưa tin một con đường dài gần 9 km, hàng loạt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vướng vòng lao lý. Bản tin cho biết dự án đường bên bờ nam ven sông Trà Khúc là con đường khiến nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt vì tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm đã rời ghế lãnh đạo Việt Bằng. Mới nhất vào ngày 28 tháng 3, C03 của Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Phó Bí thư Thường trực tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và Nguyên Bí thư, Nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ với tội danh nhận hối lộ từ Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho các dự án của tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi cũng như tại Vĩnh Phúc. Trước đó vào ngày 7 tháng 3, ông Cao Khoa, Nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố và bắt giam. Sang ngày 8 tháng 3, Chủ tịch Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cũng bị bắt, bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước cho hay, tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 17 người theo 4 tội danh khác nhau trong vụ án vừa kể trên. Đáng chú ý, số tiền cụ thể mà những lãnh đạo, cựu lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc nhận hối lộ từ hậu pháo chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Công an cho rằng số tiền tương đối lớn lên đến hàng tỷ đồng. Chỉ riêng số tiền mà hậu pháo chuyển cho ông Đặng Trung Hoành, người thân của cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để xây nhà thờ tổ đã lên tới 64 tỷ đồng. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liên quan đến những bê bối của tập thể lãnh đạo tại Quảng Ngãi, không thiếu sự góp mặt của các cựu bí thư Quảng Ngãi như Nguyễn Hòa Bình, hiện nay ông ta đang là đương kim chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Theo giới thạo tin, ông Bình có mối liên hệ chặt chẽ với tập đoàn Hoa Lâm của nữ đại gia Trần Thị Lâm. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 28 tháng 3 đưa tin, Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm rời ghế lãnh đạo Việt Bằng. Bản tin cho hay bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm vừa phải rời ghế Phó Tổng Giám đốc Việt Bằng theo nguyện vọng cá nhân. Theo báo Tuổi Trẻ, có quan hệ sở hữu chéo giữa tập đoàn Hoa Lâm do bà Trần Thị Lâm làm chủ tịch và Việt Bằng do ông Dương Nhất Nguyên làm chủ tịch, với ông Nguyên là con trai bà Lâm. Theo Bộ Công an, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín Việt Bằng và bà Trần Thị Lâm chính là một quả bom ngân hàng sắp phát nổ, giống y hệt như vụ ngân hàng SCB cần phải xử lý gấp. Trang chân dung quyền lực từ đầu năm 2015 đã tiết lộ ông Nguyễn Hòa Bình và con trai Nguyễn Tấn Anh đang sở hữu tới 8 doanh nghiệp ở trong nước, trong đó có tới 5 doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Đáng chú ý, gia đình ông Nguyễn Hòa Bình hùn vốn kinh doanh với các doanh nghiệp chỉ bằng vốn chính trị mà không cần góp vốn tiền. Đó là các dự án tại Quảng Ngãi như khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi, khu đô thị An Phú Sinh. Vẫn theo chân dung quyền lực, một sự thật khôi hài vì quan tham muốn làm cả hai dự án quá lớn so với năng lực thực sự, nên gia đình ông Bí thư Nguyễn Hòa Bình đã bị mắc nghẹn. Nhưng vì vốn chính trị quá lớn, nên ban lãnh đạo Quảng Ngãi phải đặt cách để giải cứu. Chính quyền Quảng Ngãi đã xé lẻ các khu đất, cấp sổ đỏ cho từng miếng đất thuộc hai dự án nói trên để biến thành tài sản riêng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình. Được biết, chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có mối quan hệ thân tình với Tổng Trọng. Đó là lý do vì sao tại đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông Bình được cơ cấu vào Bộ Chính trị với hy vọng ông sẽ ngồi vào ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay. Nhưng trình độ và năng lực chuyên môn của ông Bình quá yếu kém nên ông vẫn ở vị thế chánh án Tòa Nhân dân tối cao, một vị trí chỉ cần là Ủy viên Trung ương Đảng là đủ. Mới đây, theo giới thạo tin tại Hà Nội tiết lộ cho Thời báo .d biết rằng có những sự thay đổi cơ bản của lãnh đạo cấp cao của các cơ quan tư pháp. Cụ thể, các phe đang thương lượng để ông Tô Lâm ngồi ghế lên Chủ tịch nước, ông Phan Đình Trạc sẽ sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Còn Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Ngọc chuyển sang làm
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đẩy ông Lê Minh Chí sang ngồi ghế trưởng ban nội chính Trung ương. Như vậy, ghế chánh án của ông Nguyễn Hòa Bình dường như vẫn bất động. Tương lai của ông Bình sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Đại trinh phạt Quảng Ngãi, số phận Bình Tòa sẽ ra sao? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Mặc dù đã từ chức, Tô Đại hình như vẫn muốn dí ông Thưởng đến cùng. Giới phân tích cho rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thập diện mai phục, mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là tổng chỉ huy cuộc chiến này. Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, ông Benos đã nhận định như sau. Điều chắc chắn là ông Tô Lâm hiện là nhân vật trung tâm của công tác bổ nhiệm các lãnh đạo sắp tới của bộ máy nhà nước Việt Nam, nên ông ấy sẽ cân nhắc và tính toán. Và có thể là chắc chắn chính ông Tô Lâm sẽ khéo léo can thiệp đến chuyện xảy ra hôm 21 tháng 3 với sự từ chức bất ngờ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Bắt thêm lãnh đạo Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Báo Công an Nhân dân vào ngày 28 tháng 3 đưa tin bắt thêm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Điều này càng chứng minh cho nhận định vừa kể trên. Bản tin cho hay vào ngày 28 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam thêm hai lãnh đạo, một Vĩnh Phúc và một ở Quảng Ngãi, đó là các ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh hiện nay đang đương chức công tác. Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định ông Lê Viết Chữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, đổi lại ông Chữ tạo điều kiện để giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Tương tự, ông Phạm Hoàng Anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu. Đổi lại, ông Hoàng Anh đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà riêng với hai ông Lê Viết Chữ, Phạm Hoàng Anh về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. Điều này cho thấy cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền hối lộ của Nguyễn Văn Hậu đối với gói thầu thi công dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc tại tỉnh Quảng Ngãi. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Vụ án này có liên quan đến cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, là một người rất thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng. Bộ Công an gián tiếp cáo buộc trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2014, thông qua người thân, ông Võ Văn Thưởng đã nhận tới 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ. Bộ Công an đã tiếp tục điều tra làm rõ với ban lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thông qua việc lời khai bắt giam ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đáng chú ý, lâu nay dư luận vẫn đánh giá Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi được Tổng Trọng bảo kê. Đó là lý do vì sao những sai phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống của ban lãnh đạo Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc không bị phát hiện trong một thời gian rất dài. Ngược lại, có những sự thăng tiến thần tốc đáng ngờ của các nhân vật như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, một người cũng vừa lên mạng xã hội khoe tài sản rất giàu có, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, kể cả cựu Bí thư Quảng Ngãi nên là chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đều đặt ra rất nhiều nghi vấn. Theo giới thạo tin, trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có nhiều quyết định được đánh giá là rất táo bạo, như việc ông Tô Lâm đã vượt qua làn danh đỏ khi cho bắt giữ hàng loạt bí thư chủ tịch các tỉnh vốn là địa bàn chiến lược của các lãnh đạo cấp cao như Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc. Không chỉ có vậy, Bộ trưởng Tô Lâm còn vượt qua quyền hạn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành Trung ương của Bộ Chính trị tự cho mình quyền vi phạm nguyên tắc bất di bất dịch trong việc khởi tố, bắt giam,
đối với lãnh đạo trong danh sách nhân sự do Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Điều lệ Đảng quy định quy trình bắt một nhân sự cấp cao trước tiên phải được Ban Chấp hành Trung ương chuẩn y nghị quyết cho thôi chức trước khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt giam. Trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan là một ví dụ. Công luận nhận xét điều này càng chứng minh cho thấy quyền uy và thế lực chính trị của Tô Lâm đang ở thế thượng phong, thậm chí vượt lên trên cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được cho rằng hiện nay sức khỏe ngày một yếu đi và quyền lực của ông bị giảm sút nghiêm trọng. Vào thời điểm hiện nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bất chấp tất cả, kể cả điều lệ Đảng, để chứng tỏ rằng quyền lực lớn nhất trong Đảng đang thuộc về Tô Lâm. Tổng Trọng chỉ còn là một ngọn đèn leo lét trước phong ba bão tố với một tương lai bất định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin mặc dù đã từ chức, Tô Lâm hình như vẫn muốn dí ông Thưởng đến cùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.